Xin chào mọi người, lại là Mỹ Uyên đây. Chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Nếu thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like, share và subscribe. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Sau chiếc huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 30, người hâm mộ càng quan tâm đến bóng đá nước nhà và đặc biệt là lứa cầu thủ vàng U22 Việt Nam. Điều đó được thể hiện qua lượt theo dõi của một số cầu thủ trên Instagram đã tăng khá nhiều. Sở dĩ như vậy vì các cổ động viên không chỉ muốn theo dõi tài năng trên sân cỏ mà còn quan tâm đến cuộc sống đời thường của các cầu thủ trẻ. Hãy cùng Mr. Zero tìm ra cầu thủ nào tăng nhiều lượt theo dõi nhất sau SEA Games 30 nhé! Người đầu tiên nhận được sự ưu ái từ cộng đồng mạng không ai khác chính là vua phá lưới SEA Games vừa rồi, Hà Đức Chinh. Theo thống kê của Social Blast, tài khoản Instagram của cầu thủ Hà Đức Chinh có lượt theo dõi tăng nhiều nhất trong 30 ngày gần đây. Cụ thể, tiền đạo sinh năm 1997 có 865.000 lượt người theo dõi trên Instagram, tăng 44.000 lượt theo dõi. Trên mạng xã hội, Đức Chinh thường đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ, hài hước trong cuộc sống đời thường cũng như là khi ra sân. Ở SEA Games 30, Đức Chinh đã có một mùa giải thành công khi ghi tới 8 bàn thắng trong 7 trận ra sân. Ngay sau khi kết thúc mùa giải SEA Games 30, Đoàn Văn Hậu trở về hội quân cùng SC Heerenveen tiếp tục thi đấu. Với nhiều thành tích đạt được cùng U22 Việt Nam, hậu vệ 20 tuổi thu hút một lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội. Hiện tại, Đoàn Văn Hậu có 798.000 lượt người theo dõi trên Instagram, tăng gần 37.000 lượt theo dõi sau SEA Games năm 2019. Trên đất Philippines, Văn Hậu không được chơi ở vị trí sở trường nhưng vẫn để lại dấu ấn. Anh ghi 2 bàn trong trận chung kết với U22 Indonesia và có mặt trong đội hình tiêu biểu do Fox Sports Asia bầu chọn. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng là một trong những cái tên hot trên mạng xã hội. Thủ thành Tiến Dũng có 800.000 lượt người theo dõi trên Instagram, tăng hơn 11.000 lượt theo dõi sau SEA Games năm 2019. Trên trang cá nhân, thủ môn người Thanh Hóa chỉ đăng ảnh về gia đình, sân cỏ, bạn bè và chưa từng công khai người yêu. Trong trận gặp U22 Indonesia và U22 Thái Lan tại vòng bảng, hai thủ môn của tuyển Việt Nam là Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toản đã mắc sai lầm đáng tiếc dẫn đến bàn thua. Tuy nhiên, hầu hết người hâm mộ đều cho rằng điều quan trọng nhất đó chính là thầy trò huấn luyện viên Park đã cố gắng hết sức mình. Ngoài ra, hàng loạt các cầu thủ khác của U22 Việt Nam cũng lọt vào tầm ngắm của dân mạng và có lượng theo dõi lớn trên Instagram như Nguyễn Quang Hải 724.000 lượt người, Bùi Tiến Dũng 356.000 lượt hay Nguyễn Tiến Linh là 84.000 lượt. Bên cạnh đó, những dòng trạng thái của các cầu thủ trên trang cá nhân cũng nhận về vô số lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Trong khi một số cầu thủ U22 Việt Nam có kỳ nghỉ sau SEA Games 30, số khác nhanh chóng tập hợp cùng tuyển U23 lên đường tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Ngay sau khi kết thúc mùa giải SEA Games 30, Đoàn Văn Hậu trở về hội quân cùng SC Heerenveen tiếp tục thi đấu. Với thành tích đạt được cùng U22 Việt Nam, hậu vệ 20 tuổi được đội bóng Hà Lan tổ chức một buổi lễ vinh danh ngắn trước trận gặp Willem II vào ngày 14 tháng 12. Trước đó, Đoàn Văn Hậu đã kịp gửi tấm huy chương lịch sử giành được cùng đồng đội về cho bố mẹ ở quê nhà Thái Bình. Huy chương về tận tay, bố mẹ cười ngay. Em út tuyển Việt Nam hài hước chú thích dưới bức ảnh của phụ huynh. Ngày 13 tháng 12, thủ môn Bùi Tiến Dũng xuất hiện điển trai trong bức ảnh thân thiết bên cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh. Thủ thành Tiến Dũng và hậu vệ sinh năm 1999 đều có tên trong danh sách 28 cầu thủ U23 sẽ đi tập huấn tại Hàn Quốc sắp tới. Tiền đạo Hà Đức Chinh hào hứng thưởng thức món ăn quê nhà sau thời gian thi đấu tại nước ngoài. Trên trang cá nhân, Chinh đen khiến người hâm mộ bật cười bằng bức ảnh tạo dáng hài hước và chú thích. Caption trong ảnh nha mọi người. Ở SEA Games 30, Đức Chinh đã có một mùa giải thành công khi ghi tới 8 bàn thắng trong 7 trận ra sân. Nguyễn Trọng Hùng check-in với vali hành lý chuẩn bị tập trung cùng U23 Việt Nam đi tập huấn tại Hàn Quốc. Ngoài phong độ ổn định được khen ngợi trong giải đấu vừa qua, tiền đạo sinh năm 1997 còn được fan nữ xếp vào hội visual của tuyển Việt Nam nhờ vẻ ngoài được khen là điển trai thư sinh. Hồ Tấn Tài chia sẻ lại khoảnh khắc đáng nhớ đêm chung kết SEA Games 30 cùng chú thích. Xong cái này tiếp tục cái khác, trở lại công việc tiếp thôi. Hậu vệ 22 tuổi cùng với Tiến Linh là bộ đôi chơi ăn ý góp phần không nhỏ vào các chiến thắng của đội nhà tại giải đấu vừa qua. Ngay sau khi trở về từ Philippines, đội trưởng U22 Việt Nam Đỗ Hùng Dũng khoe ảnh chụp con trai với tấm huy chương vàng trên trang cá nhân. Đây của ông đây, hài lòng chưa? Nam cầu thủ hài hước với caption. Tại story trang cá nhân, cầu thủ Bùi Tiến Dũng cũng nhanh chóng khoe ảnh con trai sau khi trở về từ SEA Games. Giữa tháng 10, nam cầu thủ lần đầu khoe ảnh con trai tròn 3 tháng tuổi. Điều này khiến dân mạng khá bất ngờ vì trước đó, Tiến Dũng khá kín tiếng vì chuyện gia đình trên mạng xã hội.
Sau SEA Games 30, Bùi Tiến Dũng và một số cầu thủ U22 chỉ có khoảng 2 ngày nghỉ trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Vừa rồi chính là những chia sẻ thú vị của các chàng cầu thủ của chúng ta trên trang cá nhân của họ sau khi đem về tấm huy chương vàng lịch sử cho thể thao nước nhà. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên nhấn like, share và subscribe để lại bình luận ngay phía bên dưới để chia sẻ ý kiến của mình. Xin chào và hẹn gặp lại!